Ok, lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi, súng nén khí, súng bắn chim Đến với video ngắn tiếp theo của bên shop nhé Ngày hôm nay thì lại tiếp tục chương trình bán giảm giá, bán tri ân, thanh lý cho anh em Thì video ngày hôm nay sẽ lên giảm giá và thanh lý cho anh em Một mẫu FXQ 3 lỗ cấu hình cao Để cho anh em có thể là săn mồi cự ly xa anh em nhé thì ở video này sẽ bán rẻ hơn so với giá thị trường và những video trước Và kèm theo đấy có 3 phần quà để tặng kèm cho anh em Đấy Thì anh em nào đang tìm hiểu về mẫu này thì kính mong anh em có thể theo dõi hết video Để shop có thể giới thiệu chi tiết về cấu hình và kè tặng những phần quà nào các bác nhé Đấy Có anh em nào mà đang xem video có nhu cầu mua bán thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho shop qua số điện thoại đây Lưu ý với anh em là mua bán thì gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo để tránh tình trạng lừa đảo anh em nhé đấy số điện thoại này số có zalo và telegram anh em kết bạn zalo hoặc telegram để tránh tình trạng lừa đảo anh em nhé đây là anh em lưu ý giúp em đấy còn về hình thức giao dịch cho anh em thì đối với cấu hình này thì nói luôn là chỉ nhận qua thức đó là lắp ráp gửi xe nguyên cây bởi vì đối với cấu hình cao như này thì là sẽ phải test chuẩn chỉ xem kiểm tra đồ nó có chuẩn không có ngon không rồi mới gửi đi cho anh em chứ không phải đóng bừa mãi xong về gửi anh em không chơi được các bác nhé test chuẩn chỉ rồi gửi xe đấy mua hàng thì lưu ý với anh em là có cọc tiền trách nhiệm 300 đến 500 000 miền Bắc là 300 còn miền Nam là 500 thì, à, câu hình này thì hiện tại shop sẽ bán với giá là 9 triệu 700 là sẽ tặng kèm đó là một túi trung sốc một kia trì bằng đạn đầy đủ cho anh em đấy là combo đầy đủ như vậy là 9 triệu 700 là chưa bao gồm phí cước anh em ở khu vực miền Bắc thì sẽ phải hỗ trợ 300 ngàn tiền cước có anh em ở khu vực miền Nam thì sẽ phải hỗ trợ thêm 500 ngàn tiền cước. Đấy. Lưu ý là cái số tiền cước thì anh em lưu ý là sẽ cọc luôn giúp bên shop. Tránh tình trạng là bom hàng em nhé. Đấy. Còn không cọc nói luôn là không bán. Anh em nào mà đang băn khoăn là cọc mới không cọc thì lưu ý dùng shop tìm hiểu thật kỹ đi. Bên shop bán hàng trên kênh YouTube rất chi nhiều năm rồi. Chứ không phải là bán 1-2 ngày. Bán từ cái thời điểm mà anh em mua COD cọc 50 mới 100 nghìn cơ. Đấy, còn bây giờ là gửi xe thì em sẽ phải cọc nhiều hơn, 300 đến 500 các bác nhá. Thì này em lưu ý cái vấn đề cọc giúp em. Đấy, không cọc nó luôn là không cọc không bán. Còn anh em nào mà còn đang sợ lừa dối 300 với 500 thì tìm hiểu lại đi, tìm hiểu kỹ đi nhá. Về chế độ bảo hành thì đối với tất đối với combo này thì bảo hành cho anh em trong vòng một tuần là lỗi 1 đổi một. Nghĩa là về anh em chơi không ưng thì có thể liên lạc lại shop để đối. Còn về cái lòng thì bảo hành cho anh em trong vòng một năm kính bảo hành 6 tháng. Đấy, van bảo hành trong vòng 6 tháng. Nếu mà trong quá trình chơi, anh em chơi không uh, ổn định cái van tràn áp hay hồi áp chậm như nào thì báo shop, shop sẽ liên lạc uh, làm lại cho anh em anh em nhé Đấy. Còn uh, quay lại với cấu hình này thì uh, shop sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em cùng tham khảo này. Thì uh, cấu hình ở đây thì hiện tại shop đang lắp đó cho anh em, đó là một chiếc kính ám Bena TMD tâm số, hàng chống rung chống giật, chống nhảy tâm. Tâm số, tâm các kính ốc khứa cạnh hai đầu chữ khắc vàng cho anh em hàng kính loại một em nhé cô mô quy ba lỗ hàng quy tactical hàng quy sài gòn bản mới nhất đã uh, làm uh, Fix tất cả các lỗi và cải tiến cho anh em đấy nó sẽ đã nó mỏng hơn và buồng hơi uh, cải tiến vẫn uh, cải tiến như vậy còn uh, nó đã mài mỏng đi uh, phần uh, quy này rồi anh em nhé đấy cả làm cho đến cho những cây súng của anh của anh em sẽ nhẹ hơn đấy kèm theo đấy là khoang áp độ và van còi két Bình thì là bình nhôm 0.42 đế tròn Anh em có thể lựa chọn giữa bình 0.35 và 042 Giảm thì là giảm âm sliper ôm cành dành riêng cho FX Cành thì hiện tại shop đang lắp đó là cành XM8 8 khương tuyến Cành này thì có thể chơi được hai dòng kẹo là lấm trì và sờ lung Anh em cũng có thể lấy giữa kẹo lấm trì và sờ lung đấy, Anh em thích lấy kẹo nào thì shop sẽ tặng kẹo đấy cho anh em Đấy Chứ anh em nào bem thú to thì có thể bem kẹo sờ lung Chơi cự ly xa thì em lên chơi kẹo sờ lung cho shop còn anh em mà, mà chơi cái gần thì có thể là chơi kẹo lấm chì anh em nhé Đấy. Thì ở đây là mẫu FX quy ba lỗ cấu hình cao 9 triệu 700 ngàn là chưa bao gồm phí cước, tặng kèm túi chống sốc, kg đạn trì và băng đạn cho anh em chơi anh em nhé Đấy. Thì vào video ngày hôm nay uh, lên giới thiệu đến cho anh em uh, tham khảo khẩu FX này thì cũng xin phép anh em và bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em và các ở video sau nhé.